vị, chiều ngày 8 tháng 2 vừa qua, Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Thông qua các hoạt động thiết thực, Liên đoàn Lao động thành phố đã mang đến cho đoàn viên công đoàn người lao động một cái Tết cổ truyền tươm tất, đầm ấm nhất. Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Đô, trưởng ban chính sách pháp luật Liên đoàn Lao động thành phố cho biết, Tết Quý Mão năm 2023 vừa qua, công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tại thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng doanh nghiệp đã trao tặng gần 620.000 suất quà Tết, tổ chức chương trình gia đình công nhân vui Tết cùng thành phố, phiên chợ công nhân online, phiên chợ nghĩa tình Tết đoàn viên, tấm vé nghĩa tình tiễn công nhân về quê đón Tết và các chương trình khác do Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức dành cho đoàn viên nghiệp đoàn xe ôm, bốc xếp, giáo viên, công nhân không có điều kiện về quê đón Tết. Các tập thể người lao động tại đơn vị có môi trường làm việc khó khăn với tổng số 753.000 người được hỗ trợ hơn 350 tỷ đồng. Tại hội nghị, đồng chí Trần Đoàn Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố, đề nghị các cấp công đoàn thành phố tập trung triển khai, hướng dẫn và thực hiện đảm bảo đúng nguyên tắc theo nghị quyết số 06 ngày 16 tháng 1 năm 2023 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc hỗ trợ đoàn viên công đoàn người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng. Bên cạnh đó, tiếp tục tham gia đối thoại, thương lượng với người sử dụng lao động, xây dựng phương án sử dụng lao động, sắp xếp thời gian làm việc của người lao động trên cơ sở giữ tối đa số lượng người lao động có việc làm, thu nhập, đồng thời giám sát chặt chẽ việc triển khai thực hiện để đảm bảo tốt nhất quyền lợi của người lao động. Dịp này, Liên đoàn Lao động thành phố tặng bằng khen cho 48 tập thể có nhiều đóng góp trong công tác chăm lo Tết cho công nhân lao động năm 2023.